Xin chào, El Salvador là một quốc gia tại Trung Mỹ. Tên nguyên thủy tiếng Nahuatl của đất này là Cuquetl, có nghĩa là đất của báu vật. Địa danh này được người Tây Ban Nha phiên âm là Cuquetlan. Sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha, địa danh được đổi thành Provincia de Nuestro Señor Jesucristo El Salvador del Mundo, tức là tỉnh thành của Đức Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, sau rút ngắn lại là El Salvador. El Salvador nằm bên bờ Thái Bình Dương, giữa Guatemala và Honduras. Nền kinh tế El Salvador chủ yếu dựa vào kiều hối từ Mỹ và nông nghiệp với những sản phẩm truyền thống miền nhiệt đới. Từ tháng 1 năm 2001, chính phủ El Salvador quyết định sử dụng đồng đô la Mỹ thay thế cho đồng cơ long nội tệ. Nguồn thu nhập ngoại tệ cơ bản của đất nước dựa vào gần 3 tỷ đô la Mỹ kiều hối một năm. Chính phủ El Salvador chủ trương mở thị trường xuất khẩu mới, hỗ trợ đầu tư nước ngoài và hiện đại hóa hệ thống thuế. Nông nghiệp chủ yếu phát triển các loại cây lương thực ngô, kê, đậu và lúa, mía và cà phê. Đường, bông vải, gỗ, cà phê là các mặt hàng xuất khẩu chính. Một số ngành công nghiệp hóa dầu, lọc dầu, xi măng, dệt phát triển nhờ công trình thủy điện sông Lempa. Cuộc nội chiến năm 1977 đến năm 1992 đã làm cho đất nước rơi vào tình trạng kiệt quệ. Mặc dù chính phủ áp dụng biện pháp khắc khổ và kiểm soát được nạn lạm phát nhưng vẫn không tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến năm 2016, GDP của El Salvador đạt 26.610 đô la Mỹ, đứng thứ 103 thế giới và đứng thứ 17 khu vực Mỹ Latin. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.